Chào đón quý vị khán giả đang đến với vòng thi thứ hai cùng đối đầu. Và trước khi hai bên đối đầu với nhau thì các bạn hãy sử dụng quyền hồi sinh của mình để giải cứu cho một thành viên mà các bạn đã lựa chọn nha. Và bây giờ chúng ta hãy xem người đó là ai. Xin mời. Mời hai bạn quay về đội của mình. Anh sẽ đọc câu hỏi cho từng đội. Nhìn lên trên màn hình, nó sẽ hiện lên cái đáp án, nhưng mà các chữ cái đã bị hoán đổi vị trí cho nhau. Hãy đoán xem đáp án của chúng ta là gì. Trong 15 giây, nếu các bạn không có câu trả lời hoặc trả lời sai, két sắt sẽ lại rơi xuống. Và vòng thi này sẽ dừng lại khi một trong hai đội không còn lại ai hết. Và nếu như cái đội mà chiến thắng cuối cùng sẽ giữ lại được cái số tiền mà mình đã tích lũy được từ vòng 1 và có cơ hội nhận được thêm một chiếc két sắt 50 triệu đồng ở vòng đặc biệt. Wow. Bên đây phức tạp, cử ai đi trước? Em. Yến Anh đúng không? Dạ. Bên đây Ngọc Huyền và Yến Anh, xin mời. Câu hỏi sẽ dành cho Ngọc Huyền trước tiên. Kim loại duy nhất có dạng lỏng ở nhiệt độ thường, bắt đầu. Thủy ngân. Chính xác, đó là thủy ngân. Yến Anh. Tỉnh nào mệnh danh là vùng đất của nắng và gió, bắt đầu. Bình Thuận, Ninh Thuận. Chính xác, đó là Ninh Thuận, được mệnh danh là vùng đất của nắng và gió. Ngọc Huyền, hình thức du lịch tự túc bằng xe máy gọi là gì? Bắt đầu. Đi phượt. Đó là đi phượt. Em có đi phượt bao giờ chưa? Dạ, em đi nhiều lắm anh. Một mình em chở chị kia chạy đi chạy về hơn 300 cây số. Wow, quá giỏi. Cô gái này rất là cá tính. Anh đi không? Em chở anh đi. Ok. Yến Anh. Dạ. Một biệt danh đặc biệt khác của con hổ trong dân gian, bắt đầu. Ông 30. Chính xác, đó là ông 30. Ủa dạ, em ngậm kẹo hả dạ? Con gì có cứ cắn. Không có ra dấu, không có ứ á, không có gì hết trơn nha. Ngọc Quyền, loại vải được dùng để may trang phục truyền thống ở các tỉnh vùng cao, bắt đầu. Thổ cẩm. Đó là thổ cẩm. Yến Anh, tên một bức tranh đồng hồ nổi tiếng, bắt đầu. Đám cưới chuột. Đám cưới chuột, chính xác. Hai cô gái này ngang tài ngang sức ha. Hay vậy ta, sao nhìn nó mà biết được trời. Em phải nghe cái lời gợi ý của anh. Ngọc Quyền, một địa điểm thú vị thu hút nhiều du khách tại thành phố Đà Lạt, bắt đầu. Cố xay gió, tiệm bánh cố xay gió. Chính xác. Biết luôn, hay. Em mới đi Đà Lạt tháng trước, em chụp hình quá trời luôn. À, cho nên là biết đúng không? Tới Yến Anh nha. Cái gì chạy nhanh không được, chạy chậm càng không, bắt đầu. À, đồng hồ. Chính xác. Hay quá vậy ta. Hồi nãy tôi định dở cái tay ra vậy rồi. Em tưởng chứ anh không thấy sao dạ? Anh nhạy cảm quá, em coi coi sắp hết giờ chưa, dây nó trôi quá. Cảm ơn em, anh có đồng hồ điện tử nó chính xác lắm, yên tâm nha. Ngọc Quyên, món đặc sản mà nghe tên sẽ gây cảm giác đau đớn, bắt đầu. Bánh bía. Sai. Bánh dở. Bánh giá. Sai. Đến. Tín bị gì ạ? Ủa tín bị gì vậy Tín? Hết giờ. Đây cái bánh nó rất là quen thuộc luôn á. Tính nãy giờ em bị ngứa ngáy cái gì vậy Tính? Tự nhiên áo lông nè anh, cái nó làm cho em ngứa ngáy. Vậy là bánh gì? Bánh gai. Đúng rồi, đó là bánh gai. Giờ tới phiên đội mình nè, ai lên? Dạ em. Mời em. Yến Anh, câu hỏi dành cho em. Cái gì ăn bằng họng, nhả ngang hông, bắt đầu. Ăn bằng họng, nhão ngang hông. Cối xay lúa. Cối xay lúa, chính xác. Dạ ơi, em cũng không biết luôn đó không dạ? Trời, làm sao em không biết được. Trời. Hồi nhỏ mẹ em hay kêu em đi xay gạo, ăn bánh xèo đó. Nhưng mà cái vấn đề là nhìn cái dãy ký tự này không có biết, không đoán ra. Chứ nếu đoán ra là thế nào em cũng sẽ cho bộ em uống ngéo rồi cho bộ em quay vòng vòng đó rồi. Mày làm gì đó, không đứng yên gì được. Làm như anh nghĩ anh có đôi guốc trong bụng em hay gì á. Thôi anh đi đôi bút trong đó luôn đó. Tiếp theo, Trang.
động vật nào không thể phân biệt được màu sắc? Bắt đầu. Ủa tính bị gì vậy? Ủa chết tay rồi, trả lời mình đi lỡ tay. Hết giờ. Đó là con cá mập. Con cá mập đu 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 sắc đu đu. Vô đi em. Yến Anh nãy giờ là một mình em loại hết hai thành viên của đội bạn rồi đó nha. Giờ còn có mình Hữu Tính thôi. Nãy Tính đứng đây Tính nhìn ra nhanh lắm. Cố gắng nha, câu hỏi dành cho Yến Anh. Năm 2020 là Canh Tý, vậy năm 2021 sẽ là năm gì? Bắt đầu. Cái gì vậy dạ? À, kỷ dần tí sửu ký kỷ sửu. Sai. À, nhìn cái chữ, nhìn cái chữ. Tâm. Két sắt nó đã rơi xuống rồi thì không có dừng lại được. Đáp án của chúng ta đó là Tân Sửu. Năm nay năm Canh Tý, năm sau sẽ năm Tân Sửu. Bây giờ dạ em lên nha. Dạ không. Em đấu với Hữu Tính kìa. Dạ không anh à. Người ta nói là chùm cuối phải để cuối cùng. Còn bây giờ mời Ân. Xin mời. Câu hỏi dành cho Hữu Tính. Món quà truyền thống trong dịp Valentine tại nước Đức. Bắt đầu. Bánh quy gừng. Chính xác. Dạ em nhớ mang máng và em xếp chữ nên em mới nhớ. Nhờ cái chữ chứ nếu không có cái chữ sợ nhớ không nổi. À nhờ có cái chữ đó mình nhìn cũng đoán ra được phần dạ, nào đúng không? Giờ tới Ân đây em. Đây là vở chèo kinh điển của nghệ thuật chèo truyền thống Việt Nam. Bắt đầu. Dạ. Bớt múa. Là gì dạ? Dạ Quan Âm Thị Kính. Chính xác, Quan Âm Thị Kính. Đây là một vở chèo nổi tiếng. Anh Nghĩa đỡ em vậy. Em ngồi xuống được, em đứng lên được. Đứng nha. Lên không được, bị cái quấy đâu nhắn. Với mặt quên nên ngầu xuống. Vậy em đỡ nha. Thưa quý vị, Lâm Vĩ Dạ sẽ dĩ không đứng lên được là bởi vì cấn cái nay bụng đó. Làm cho cô vô chỗ đi em. Ủa tới rồi hen. Em sợ quá. Trời ơi. Mấy em đứng ngoài em trả lời được không? Không được, vô trong. Nó giống như con quái vật vậy, nó ăn hết đội em rồi. Vô đi. Tới Tính đây. Em còn đứng thở phào được chút xíu nữa mà. Tính trả lời trước. Tính mà trả lời không được là tự nhiên em vô dòng đặc biệt đó. Câu hỏi dành cho Hữu Tính. Cũng là tên gọi dùng để đi nhưng lại không thể đi hay đến được. Bắt đầu. À đường chân trời. Chính xác. Quá giỏi. Đây là một câu đố mèo đúng không ạ? Cũng là cái tên gọi để đi bởi vì gọi là đường mà, nhưng không thể đi hay đến được. Chẳng bao giờ chúng ta đi đến được đường chân trời cả. Đố mẹo là nghề của em. Sao biết hay vậy trời. Ráp chữ nữa. Tới em nha. Chết em rồi. Một phong tục tập quán làm đẹp của người Việt thời trước. Bắt đầu. Nhuộm. Nhuộm răng đen. Chính xác. Nhuộm đen răng. Nhuộm răng đen là đúng rồi. Sửa là nhuộm đen răng là sai. Sập xuống giờ đó. Tiếp. Câu hỏi dành cho Hữu Tính. Quốc gia nào có thể ngắm mặt trời lặn vào lúc 22 giờ? Bắt đầu. Tây Ban Nha. Chính xác. Đây là một cái đất nước mà cũng quen thuộc, cho nên là mình nhìn chữ mình cũng có thể đoán ra. Lâm Vĩ Dạ. Đây là một địa điểm du lịch độc đáo ở Phú Yên. Bắt đầu. Biển. Biển đa ngành. Đừng sai. Biển đa nhánh. Sai. Và cái sắc trả lời xuống. Đáp án của chúng ta là gần đá đĩa. Chính xác luôn Tính ơi. Hay quá. Gần đá đĩa.
Như vậy là Hữu Tính đã chiến thắng ở cái vòng thứ hai này, bảo toàn được số tiền thưởng của đội mình là 28 triệu đồng. Như quý vị cũng đã thấy, ở những câu càng về sau thì nó càng khó hơn, và những cái chữ cái nó cũng nhiều hơn. Nhưng mà Tính hay, em đoán được rất là nhiều những cái câu mà khó phía sau này, kể cả câu của đội bạn em cũng đoán được luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp lại những người bạn của em nha. Xin mời. Chúng ta có 28 triệu rồi đó. Giờ muốn có thêm 50 triệu không? Sao Tính? Nữa anh ơi, nữa. Nhưng mà nè, dòng sau là có mình em thôi đó, đâu có ai phụ em đâu. Hả? Đúng không? Bố em đó trong đó trơn trọi rồi. Dạ. Thì kệ nó, bây giờ em nhận trách nhiệm làm đội trưởng mà. À. Cho nên cái khó khăn này em sẽ đương đầu một mình. Mà hy vọng là có nghĩa là anh làm được tới đâu thì tới. Được thì anh em ăn mừng, còn không được thì thôi cũng vui vẻ nha. Tụi em tin tưởng anh. Yên tâm, cho nên là lấy cái tinh thần một cách thoải mái nhất để bước vào vòng đặc biệt. Và thưa quý vị, hãy nghỉ giây lao ít phút trước khi chúng ta bắt đầu vòng thi thứ ba nha.